Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tính năng PDF import trong phần mềm Precast để hỗ trợ các bạn chèn các bản vẽ PDF vào trong phần mềm Precast, hỗ trợ chúng ta trong quá trình convert đối tượng hoặc là tham chiếu bản vẽ PDF từ vào Precast. Trên phần mềm Precast các bạn sẽ vào tab Insert, chúng ta sẽ có cái phần PDF. Ở đây chúng ta có hai lệnh import PDF và attach PDF. Lệnh import là sẽ import một cái file PDF và convert đó thành đối tượng của Precast. Lệnh attach PDF để giúp chúng ta attach chèn cái file PDF vào nhưng mà ở dưới dạng là underline, kiểu dạng reference. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh attach PDF. Ở đây ví dụ mình có một cái file PDF như này. Sau đó các bạn chọn cái file còn open. Ở phần lệnh attach PDF các bạn sẽ cho phép các bạn chọn phần page là cái trang nào các bạn muốn import. Cho phép các bạn chọn phần rotation và phần scale. Các bạn có thể nhập scale đây hoặc là không muốn để scale. Đó. Cái phần này các bạn có thể chỉnh sau ở phần bảng property của Precast. Sau đó các bạn kích vào OK. Và các bạn sẽ ở phần insertion point các bạn sẽ pick một cái điểm trong bản vẽ để chọn cái điểm chèn. Các bạn lưu ý ở đây nó báo là Renotice cannot assign, nó bị lỗi gì đó, mình sẽ attach lại các bạn nhé. Rồi ở đây mình sẽ chọn full path này. Rồi rồi điểm không không và điểm chèn điểm không không này, các bạn click vào OK, click vào cái point. OK, nguyên nhân là do chúng ta đã thao tác, nếu trước ấy các bạn đã thao tác chèn cái file đó rồi mà các bạn chèn lại thì nó sẽ bị lỗi. Các bạn sẽ có thể click vào phần PDF, PDF underline, nó hiện lên các bạn Drawing Explorer, thì cái file mà các bạn đã chèn rồi ấy, mà các bạn lại chèn lại thì nó sẽ báo là không chèn được. Đấy, thì các bạn lưu ý là các bạn có thể insert lại cái file các bạn chèn ra đây. Đấy. Đây thì nó sẽ ra cho các bạn. Đây. Nó sẽ ra. Trường hợp mà các bạn chưa chèn lần nào cái file đó thì các bạn attach PDF thì bình thường. Đấy. Còn đây là mình đã chèn một lần rồi. Dẫn đến là mình muốn clear đi, vào đây các bạn chọn delete thì coi như là một cái file PDF đó các bạn chưa chèn bao giờ, và các bạn sẽ quay trở lại attach PDF, các bạn click vào OK, chọn điểm thì là xong. Các bạn có thể nhập đây và chúng ta sẽ thay đổi cái góc là ví dụ 270, thì chúng ta sẽ xoay cái góc này lại và chúng ta có thể xem cái file PDF ở dạng reference. Các bạn có thể dùng lệnh đi, các bạn đo cái dimension ở đây, ví dụ đây nó đang là 1250 nhưng mà nó lại chỉ có 10 15.62 rồi. Thì các bạn có thể scale lên, các bạn có thể chuyển vào đây, các bạn nhập scale lên, nó đang là 25.4, ví dụ mình để là 25 25 đi chẳng hạn, hay 100 thì các bạn nhé, bạn nhập 100. Đó. Thì bởi vì bản vẽ này của chúng ta đang tỷ lệ là 1 phần 100 mà các bạn để ý. Và chúng ta sẽ đo kích thước của cái đối tượng này. Thì nó vẫn chưa đúng theo cái kia, đúng theo cái kích thước của bản vẽ, thì chúng ta sẽ nhập kích thước này, các bạn sẽ đo cho mình nó đang là 1250 mà các bạn chia cho 61.5 là 20.325, tức là cái tỷ lệ 1 phần 100, tỷ lệ 1 phần 100 100 lần lên thì nó đang là 61,25. Để các bạn có thể nhân nhé, 100 thì nó mới là 61,25, thì các bạn muốn nó là 1250 thì các bạn lên 1250, các bạn sẽ nhân với 100 chia cho 61.5
thì tỷ lệ phải là 20325. Đấy các bạn sẽ có thể là Ctrl C con số này. Các bạn sẽ paste nó vào đây. Đó. Ok. Đây các bạn, đây sẽ. Đó. Tỷ lệ nó là ra chuẩn đét luôn. Tất nhiên nó cũng không thể chính xác 100% được các bạn nhé. Thì nó cũng là tương đối, tại vì cái file thì nó cũng file PDF thì nó cũng cũng bị scale đi mà. Đó là cách số 1, các bạn dùng lệnh attach PDF và các bạn nhớ control cái scale và các bạn control cái rotation. Cách 2 là mình sẽ mua đấy nha. Các bạn sẽ dùng lệnh import PDF. Thì cái lệnh này nó hay ở chỗ là chúng ta có thể là import, sau đó là chúng ta convert luôn. Các bạn chọn file, các bạn chọn cái file PDF. Các bạn chọn cái số trang là một này, enter này. Các bạn chọn một cái điểm để cho chèn này. Các bạn nhập scale cứ mình cái để tạm một đi. Specific rotation các bạn để 270 này. Ok. Thì mình đã chèn được cái thằng bản vẽ này rồi, nhưng nó bị xoay mất tiêu rồi. Mình sẽ chèn lại nhé. Import PDF file page 1 này, các bạn point này, scale là một, rotation các bạn đi không đi. Rồi, chúng ta đã scale, đã convert và đã import vào nó, convert thành đối tượng của precast luôn. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là rotation xoay F8 này. Đây, đó, ok. Thì chúng ta sẽ xoay được cái bản vẽ này và chúng ta đã chèn được file. Các bạn sẽ đi ở đây nó sẽ thành đối tượng của precast rồi nha, là 15.62 đó. Thì cũng giống như cái thằng kia thì mình chúng ta sẽ dùng lệnh scale thôi, đúng không ạ? Các bạn scale lên đó. Thì các bạn scale lên, ví dụ đây đã đang là 15.62, các bạn 1250 chia 15.62 này là 80 lần. Mình sẽ áng lên nhé, scale đấy 80 lần rồi. Các bạn sẽ đi và đó là kích thước của nó, đó nó cũng gần chính xác nhé. Thì cách này thì lúc hỗ trợ chúng ta là chèn bản vẽ PDF và convert thành đối tượng của precast. Còn cách này là giúp hỗ trợ chúng ta trong quá trình attach và reference nó thành bản vẽ tham chiếu trên phần mềm, trên bản vẽ precast. Ok, đây là cái tính năng PDF import vào trong phần mềm Precast. Rất là hy vọng sẽ là video hữu ích cho các bạn sử dụng phần mềm Precast. Xin chào các bạn.